có thể đem em 209 này ra so sánh với 104, 105, 106, 107. Nếu mà trên bằng cân thì em 209 này chắc chắn không thua đâu mọi người, không thua đâu. Đó. Để chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Lee Sivon. Tiếp tục ở thắc ý ngày hôm nay sẽ lên cho mọi người một em trong giới mua xe sẽ gọi là ế thắc một giò nha mọi người. Tức là ế thắc 209 và form của nó là form một đĩa. Thì nhìn chung vào em một giò này á thì mọi người sẽ coi cái chất xe thì để nó sau đi. Xe thì chắc chắn phải là một cái xe chất lượng lên cho anh em mình tham khảo rồi. Nhưng ở cái đặc biệt mọi người nhìn vô cái ở cái dàn áo này đầu tiên là đây là một cái dàn áo màu sơn trắng nha mọi người, nhưng mà được sơn camay nha mọi người. Camay hồng á. Nên anh chị nhìn vào dàn áo nó sẽ hơi màu xanh xanh một tí và hơi màu hồng hồng một tí. Rất là đẹp nha mọi người. Lâu lâu cũng phải đổi một tí cái phong cách để cho anh em mình lựa chọn ha. Không chỉ là màu trắng thì nó quá bình thường rồi. Màu trắng thì anh chị em nào cũng thích rồi, nhưng mà những anh em trẻ giống như em đây thì có thể nhìn vào cái màu camay này cũng sẽ thích hơn một tí xíu. Thì đây, nếu mà anh chị nào thích cái chất xe á, nhưng mà cái màu sơn này nó quá trẻ trung đi, thì em sẽ đổi lại cái màu trắng nguyên zin lại cho mình nha. Còn những anh em nào mà trẻ năng động thì cái màu sơn này rất là phù hợp nha mọi người. Đi rất là đẹp, buổi tối đi cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đầu tiên á, thì cũng như thường lệ thôi mọi người, đèn đuốc thì cũng rất là đẹp. Đó, đèn sáng chưa đánh bóng. Nước sơn, sơn thì em có nói đã nói rồi, sơn lại rồi, màu trắng, sơn camay, xanh và hồng, rất là mới nha mọi người và rất là lạ mắt nha. Đó, một giò thôi nhưng mà mâm phuộc rất là keng nha mọi người, cây cốt chưa sơn luôn đây. Đó, cây cốt chưa sơn nha. Cặp vỏ IRC. Một giò thì IRC nha mọi người. Và anh chị coi nha. Có thể là bây giờ tối quá anh chị chưa thấy được, nhưng mà đây là cái mâm phuộc zin luôn nha mọi người. Mâm phuộc zin chưa sơn lại. Rồi, chỉ là đây chỉ là một em 209 thôi mọi người. 209 thôi, nhưng mà cái xe cũng rất là khủng, rất mới. Những cái hàng zin trên xe, những cái chất zin mộc mạc đó còn rất là nhiều. Như là da yên nè. Da yên là chưa có gọi là thay da luôn mọi người, cũng chưa rách luôn, da yên còn rất là đẹp nha. Tại vì cái xe này chạy trên dưới chỉ có 20.000 km thôi. 209 nhưng mà chạy trên dưới 20.000 km, nói anh chị có thể là không tin. Nhưng mà để mà anh chị có thể tới anh chị xem một cái xe, anh chị nhận một cách nó thực tế nhất á, anh chị sẽ biết được cái xe 209 này nó còn rất là keng và rất là mới luôn mọi người. Có thể đem em 209 này ra so sánh với 104, 105, 106, 107. Nếu mà trên bằng cân thì em 209 này chắc chắn không thua đâu mọi người. Không thua đâu. Đó. Những tem bọng theo xe, tem zin còn đầy đủ hết nha mọi người. Chìa khóa thì chìa khóa này đã lên khóa chống đoạn rồi nha, chìa khóa zin nha mọi người. Khóa zin nhưng mà lên cái kiểu thuộc dạng là ổ khóa chống đoạn để giúp cái xe của chúng ta nó an toàn hơn thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng gì hết. Dàn áo cũng còn rất là mới và rất là đẹp. Trao bọng đây, trời ơi, 209. Tại sao em nói có con 209 này có thể đem lên bàn cân so sánh với 106, 107, những cái xe đời cao? Tại vì anh chị đây nhìn nè, nắp xi lắp của một con xe 209 nha mọi người. 209 đó, mười mấy năm sử dụng nhưng mà còn rất mới và rất đẹp. Những cái lốc mà của những em xe mà 107, 108, 109 mà chạy trên dưới 30.000 thì so với lại em 209 này thì không có cửa đâu. Chao chưa mở, còn rất là mới và rất là đẹp nha mọi người. Chao chưa mở nha. Đó, rất là khô nè. Ở đây là không có tạc nhớt ha. Còn chao mở thì em cũng nói nhiều rồi. Chao mở là một cái điều bình thường, em thắc ý. Rất bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Tại vì sao em phải khoe với mọi người là chao chưa mở? Tại vì cho mọi người thấy được một cái con xe 209 thôi, nhưng mà đi rất là ít nha mọi người, cực kỳ ít luôn. Máy móc nguyên zin, đảm bảo cho mọi người đàng hoàng hết. Thì em có thể em quay trên đây cho anh, cho mọi người xem cái da yên của một con xe 209. Đó, da yên zin, những cái đường chỉ may còn đầy đủ hết mọi người. Một cái da yên zin, thì cái da yên zin nó sẽ được như gì? Nó sẽ được những cái lợi ích gì? Và nó sẽ được những cái ưu điểm gì? Và quay lại cái lúc nãy em vừa nói, da yên zin thì nó sẽ được những cái lợi gì? Thì da engine á, anh chị đi nè, anh chị nhìn nè, rất là nhám mọi người, rất là nhám.
Và khi mà chúng ta ngồi trên một cái dây engine nó rất là đã mọi người. Và khi mà anh chị chạy á, cái độ ngồi của chúng ta nó bị trượt xuống á, những cái dây mà bọc lại rồi thì cái độ trơn của nó sẽ nhiều hơn. Và khi anh chị ngồi á, đi mình nó hay bị tuột xuống lắm. Anh chị để ý đi, anh chị có thể mượn xe của bạn bè hay là ai đó chạy thử cái dây yên mà đã bọc lại rồi á, anh chị chạy nó hay bị tụt xuống lắm. Nhưng mà đối với cái dây yên zin nó rất là nhám mọi người, rất là nhám. Và chúng ta chạy ngồi chạy rất là thoải mái, và chúng ta thắng gấp hay là gì đó, cái cảm giác khi mà chúng ta trượt tới thì nó cũng không đáng là bao nhiêu hết mọi người. Đó là cái dây yên zin. Sau khi em trải nghiệm rồi thì em đây là cái trải nghiệm của em thôi. Ngồi trên giữa dây yên zin và cái dây yên mà đã bọc lại rồi thì nó khác nhau như thế nào? Đó, thì 209 nhưng mà còn được cái da yên zin luôn. Cản cũng là cản nước sơn zin. Em cho dán keo lại hết nha mọi người. Cản cũng nước sơn zin, em cho dán keo lại hết. Cái xe này cũng vậy, ngay cả dàn áo này cũng vậy. Em cũng đã cho dán keo lại rồi để tránh cái việc chày xước trên cái con xe này. Rồi, nãy giờ giới thiệu về dàn ngoài cũng nhiều rồi, thì bây giờ sẽ giới thiệu cho mọi người cái số máy ha. Có thể là tối quá anh chị sẽ không xem được cái lốc máy của con xe, thì cũng là một cái thiếu sót. Nếu anh chị nào mà muốn coi trực tiếp gần cảnh cái lốc máy nó như thế nào thì cứ inbox cho em sẽ gửi hình đầy đủ hết cho mình coi ha. Đây là cái lốc máy của xe 209-1003-150, 209-150 nha mọi người. Form một dĩa thì phía sau nó không có dĩa, chỉ có dĩa trước thôi. Biển số thì quận Tân Phú, chính chủ sang tên công chứng rút hồ sơ toàn quốc hết nha mọi người. Cái máy thì thôi rồi, cái máy 209 nhưng mà cái hơi của nó rất là dội mọi người. Phải gọi là cái hơi rất là đầy. Đó, cái hơi trời ơi, chạy trên dưới mười mấy ngàn cây, đúng là những cái xe mà chạy trên dưới mười mấy ngàn cây với mọi người, cái hơi nó ra làm cho cảm giác cái xe nó rất là đầy và cái lực xe xuất sắc cực kỳ. Rồi, chi tiết bên đây là mâm lửa và gắp của xe, bắp bô của xe. Đó, những cái lốc mà chúng ta đi nó nhiều rồi thì nó sẽ đen ha mọi người ha. Và nếu mà chúng ta đi mà chúng ta bảo trì bảo dưỡng nó không kỹ, chúng ta vệ sinh nó không kỹ, ví dụ thôi, một cái điển hình thôi, chúng ta đi mưa về mà đất bùn dính trên đây, dính nước mưa mà chúng ta không vệ sinh đi, không rửa ngay đi thì đi lâu ngày như vậy, có thể hôm nay chúng ta bận chúng ta bỏ qua, 2 ngày 3 ngày sau chúng ta bận chúng ta cũng bỏ qua, và nhiều lần như vậy nó sẽ dẫn đến cái lốc này và cái gấp này nó không còn được sáng giống như thế này mọi người, mà nó sẽ làm cho xuống cái màu đi. Đó, và những cái xe mà nó còn mới và nó chạy ít thì nó mới còn lại được những cái màu của cái gấp và cái bên mâm lửa nó mới và nó đẹp nha mọi người. Dạ rồi, thì nãy giờ cũng giới thiệu một em 209 chạy trên dưới chỉ có 20 mấy ngàn cây thôi cho anh chị mình tham khảo ha. Giá thì cũng sẽ cao hơn so với những em 209 mà em đã đăng cho mọi người. Những em 209 một giọt kia có thể em bán 120 mấy cũng có, 130 mấy cũng có. Những em 209 mà phô một đĩa này em bán cho mọi người 140 mấy triệu nha mọi người. Ít nhỏ thôi, 140 mấy triệu. Thì anh chị em nào mà quan tâm á, thì có thể liên hệ cho em nha. Hoặc là tới cửa hàng của Lisibor là 829 Lưu Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Để mà mình xem xe em một giọt này nha mọi người. Giá có thể là cao, giá có thể là hơi tê, nhưng đổi lại cái xe nó sẽ xứng đáng với lại cái giá của nó nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Lisibor. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người ở clip sau.